Mùa hè nói anh đi sao giờ? Đó là tại anh đã không sẽ ta không ngờ. Em vứt hết những gì tôn thờ. Mùa hè nói anh vì sao giờ? Đó là tại ai mà cảm giác cứ chẳng quên được, chẳng thể nào quên được. Anh đem mọi thứ đâu ngoài tay. Bao nhiêu lần nữa là sai. Anh nghĩ đôi ta nên dừng lại. Và đó là tốt nhất cho cả hai. Mai mai baby can I don't know. Anh đây cô sẽ không cần cơ. Ngày tháng ngày cũng đến lúc phải mờ. Chẳng thể nào ngờ. Người hãy nói em vì sao giờ? Nói là tại ai? Anh đây cũng sẽ thật không ngờ. Em vượt hết những gì tôn thờ. Người hãy nói là vì sao giờ? Đó là tại ai? Mà cảm giác khi chẳng quên được, chẳng thể nào quên được. Anh đã cố gắng tìm một cách để níu kéo lại. Khi mà bóng hoa trong vườn anh vẫn cứ heo dại. Sau tầng đau mắng thì em chẳng thèm quan tâm. Tim anh như bị gục ngã ở đằng sâu tầng bên trong. Tim anh đầu thang, tim anh đầu thang. Tôi sợ đôi mắt anh không thể sâu tầng bên trong. Em là gì hay là những câu hỏi đó thì vẫn cứ đang thầm thì. Em bước vào club với Gucci, tôi mang túi xanh Louis V. Anh bước vào show với một cái toàn đồ si. Và anh chẳng thèm quan tâm vì anh đây thì lâu khi. Đây là anh vẫn như một người. Có lẽ cảm giác thật tồi. Có lẽ anh đây là bóng tối. Và em như là ngôi sao và sáng mai trên bầu trời. Người hãy nói em vì sao giờ? Nói là tại ai? Anh này cũng sẽ thật không ngờ. Em vượt hết những gì tôn thờ. Người hãy nói là vì sao giờ? Đó là tại ai? Mà cảm giác khi chẳng quên được, chẳng thể nào quên được.